Trái với tình trạng lợi dụng nhu cầu gửi xe của du khách đi lễ đầu năm, không ít điểm trông giữ xe tự phát thu phí với giá cao, gây bức xúc cho người dân và ảnh hưởng đến an ninh trật tự, thì chùa Phúc Lâm, xã Phù Ủng, huyện Ân Thi, ngoài cử lực lượng trông giữ xe không thu phí, nhà chùa còn cung cấp nước uống miễn phí cho du khách. Hay như tại chùa Chuông, thành phố Hưng Yên, mỗi ngày có hàng trăm lượt gửi, ngày cao điểm có tới hàng nghìn lượt xe được gửi tại chùa, tất cả đều không mất phí trông giữ. Để du khách yên tâm đi lễ chùa, nhà chùa đã phân công lực lượng bảo vệ gồm 6 người làm việc tại chùa, có nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và trông giữ xe miễn phí cho du khách 24/24 giờ. Thực hiện đúng nhiệm vụ sắp xếp, hướng dẫn xe đỗ ngăn nắp mà không thu bất kỳ chi phí nào của du khách. Việc làm ý nghĩa trên đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lễ chùa, tạo nên nét đẹp văn hóa, chốn tâm linh và cũng là một cách để ngăn chặn tình trạng chặt chém tại các điểm trông giữ xe nơi đình chùa.